xin kính chào toàn thể các bác. Và trước tiên vào video, em quay chi tiết giới thiệu tới các bác chiếc đồng hồ hôm nay. Thì xin các bác cho em một nút đăng ký bên góc phải để mỗi lần bên em cập nhật những chiếc đồng hồ đẹp và giá cả bên em sale cho các bác nhé. Và chiếc đồng hồ hôm nay em muốn giới thiệu tới các bác thuộc đời Odo 3610 và với một dáng thùng mặt nằm số nổi chân cài mạ chrome và bên dưới của nó là kính rào rẻ quạt rất là đẹp các bác ạ. Và cùng với những cái họa tiết được các nghệ nhân chạm đục, những cái họa tiết trùng nho rất là đối xứng các bác nhé và rất là đẹp. Và chiếc Odo 3610 này thì được bên em trực tiếp lên từ Odo 368 zin nguyên bản các bác ạ. Và hôm nay em đề với mã số là D99 và kích thước chiều dài của nó là 72 và rộng 43. Dạ vâng, một dáng thùng kính rào rẻ quạt và với một cái dáng thùng bên em lấy chuẩn phong Tây các bác nhé. Và đã lên một chiếc đồng hồ Odo 3610 hàng bình dân và chất âm của nó thì đỉnh cao trong dòng Odo máy 10 rồi. Và giá cả bên em giao lưu tới các bác với giá là 26.500.000 các bác nhé. Và bên em đưa lên những cái chiếc đồng hồ đẹp với cái chất âm hay và giá cả bên em luôn đảm bảo cái chất lượng cho các bác. Và với cái kỹ thuật thì trực tiếp bên em làm và em luôn đảm bảo cái chất lượng và bảo hành đầy đủ cho các bác. Là máy hoạt động chạy rất là ổn định và ba ổ gót nó zin nguyên bản và chạy đủ tuần các bác nhé. Và chiếc Odo 3610 này bên em đã theo dõi máy hoạt động chạy rất là ổn định rồi và chuẩn bị đón chào cái Tết nguyên đám các bác, treo cho gia đình mình những chiếc đồng hồ mính bo với chất âm hay và nó rất là đẹp và sang trọng cho ngôi phòng khách nhà mình thêm hơn nữa các bác ạ. Và các bác quan tâm đến chiếc Odo 3610 hôm nay em giao lưu với các bác thì các bác có thể liên hệ cho bên em qua số máy 0355 005 943 và cũng là số Zalo bên em. Và em sẽ không để các bác chờ lâu, em sẽ tiến hành đi gần vào chiếc Odo 3610 này và em sẽ test đầy đủ hai bản nhạc cho các bác cùng thưởng thức cái chất âm đỉnh cao và em sẽ rút máy ra giới thiệu sơ qua cho các bác nhé. Dạ vâng, một chiếc Odo 3610 với một thiết kế dáng thùng mặt nằm số nổi chân cài mạ chrome và những cái họa tiết hoa văn chạm đục rất là sắc nét và tỉ mỉ các bác ạ. Và bên dưới của nó là kính rào rẻ quạt các bác nhé. Và kích thước của nó chuẩn form tay luôn các bác ơi. Và em sẽ đi vào bên trong cho các bác một chiếc thùng chất liệu gỗ thịt rất là chắc chắn. Và nó có đầy đủ cả hai bên chống tường và quả lắp bóng loáng các bác nhé. Và em sẽ đi luôn test hai cái bản nhạc, em mời các bác cùng thỉnh âm ạ. Dạ vâng, và em sẽ gạt sang bài Westminster, một bản nhạc truyền thống. Dạ vâng,
Và các bác vừa thưởng thức cái chất âm của gông mờ và với bản nhạc ngai ca ly lông và bản nhạc truyền thống Westminster, một chất âm đỉnh cao. Dạ vâng, và em sẽ rút máy ra các bác nhé và giới thiệu cho các bác để các bác yên tâm xử lý chơi những chiếc Odo 360 hàng bình dân này. Dạ vâng, và em cũng giới thiệu với các bác chất âm củ gông mờ. Và với cái chất âm và chỉnh âm và cắt tông là trực tiếp bên em cắt tông và chỉnh âm các nhé, bác nhé. Và bên em luôn tuyển chọn những cái chất âm hay để đưa lên giao lưu tới các bác. Vâng, và các bác cùng ngắm nhìn cho em từ những bộ mặt này, bên em cũng tuyển chọn cao cấp nhất và chất lượng nhất các bác nhé. Và đi kèm bên trong là chuẩn máy Odo 36. Và các bác luôn theo dõi kênh đồng hồ cổ Giang Hằng bên em thì các bác cũng biết về bên em rồi, chuyên về các dòng Odo. Và bên em luôn đảm bảo cái chất lượng và bảo hành đầy đủ cho các bác. Và các bác cùng nhìn cho em bộ máy quá là đẹp. Và những cái đầu trục của nó còn tròn tít, không có một chút gì là tu dồn các bác nhé. Máy quá chắc máy và đẹp, vách dày luôn các bác ơi. Và từ bánh răng, ổ cót, tất cả của nó đều giữ zin nguyên bản. Và mình chỉ thêm vào cái cần bính bên điểm giờ và mình thêm vào bộ phận quả lâu gai này thôi các bác nhé. Còn tất cả bộ phận máy của nó bên trong là mình đều giữ zin nguyên bản các bác ạ. Vâng, một bộ máy quá là đẹp và chắc máy. Và ba ổ cót thì nó phải là zin nguyên bản, chạy đủ tuần cho các bác rồi. Và giá cả bên em đưa lên giao lưu với các bác cực kỳ là hợp lý và bình dân các bác nhé. Dạ vâng, và chiếc Odo 360 này hôm nay em sale và giảm giá cho các bác, giá cực kỳ là hợp lý với giá là 26.500.000, một cái giá cực kỳ là hợp lý mà phải đảm bảo về chất lượng cho các bác nữa ạ. Và các bác quan tâm thì có thể inbox hoặc gọi trực tiếp cho bên em nhé. Em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác.